Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bí mật của một câu kinh Phật của Phạm Thanh Châu. Chúng tôi gồm ba cặp vợ chồng được gia đình người bạn tiếp đón rất ân tình. Ông ta còn gọi các bạn khác ở gần đó kéo đến nên buổi họp mặt thật đông vui. Khi bữa cơm gia đình đã mãn, các bà lo dọn dẹp chén bát để pha trà và các ông đang chuyện trò sôi nổi thì ông bạn chủ nhà đổi đề tài. Có một chuyện thực xảy ra ở Việt Nam khoảng năm 1982, một chuyện kỳ lạ mà bà chị tôi vừa là người trong cuộc vừa là nhân chứng. Lúc còn ở Việt Nam, chị tôi giấu kín vì sợ đến tay công an thì sẽ bị tra hỏi, có thể bị tù cũng nên. Đến nay chị tôi đến xứ tự do thì kể thoải mái. Trong câu chuyện có gì thắc mắc xin cứ hỏi chị tôi. Người chị của chủ nhà đang ngồi với các bà được yêu cầu kể chuyện. Chị ta xin phép vài phút để lên lầu, lát sau đi xuống, tay cầm một phong bì đặt trước mặt và bắt đầu kể. Mọi người yên lặng lắng nghe. Gia đình tôi sau năm 1975 chỉ còn đàn bà vì đàn ông đều vô tù cải tạo hết. Năm 1980, chúng tôi được móc nối để vượt biên, nhưng vẫn phải chờ ít nhất một người đàn ông đi tù cải tạo về mới quyết định được. Năm đó, cậu em tôi được thả về. Chúng tôi báo cho người tổ chức, họ bảo có một chuyến phải đi ngay. Từ Sài Gòn, chúng tôi đón xe về Cà Mau dự đám cưới. Đám cưới thật, nhưng ăn cưới chỉ là cái cớ. Người dân địa phương thấy người lạ từ Sài Gòn về ăn cưới thì biết ngay, nhưng rình bắt là công việc của công an, thế nên ai cũng chờ đợi màn thứ hai là khuya nay công an sẽ phục ở bãi đáp để tóm gọn quý vị quan khách. Trò này xảy ra thường xuyên, nhưng họ không biết rằng vụ vượt biên này lại do chính công an địa phương đứng ra tổ chức. Nên tối đó, quý vị công an với các viên chức xã ấp có nhiệm vụ phải nốc rượu cho thật say, để sáng ra ai cũng không biết gì. Khuya hôm đó, chúng tôi bị gọi dậy, cấp tốc lên đường. Từ nhà ra biển chỉ vài cây số, trời quá tối, chúng tôi âm thầm theo người trước mặt, đi vòng vèo trên các con đường đất. Trong bóng đêm tối đen, thỉnh thoảng bên đường, có một toán chui ra nhập bọn. Tôi đoán cả đoàn chúng tôi ít ra cũng hơn 100 người. Mặc dù đã được dặn trước là khi xuống thiền phải tuyệt đối im lặng và trật tự, không được chen lấn cãi cọ, nhưng khi thấy mấy chiếc taxi, thuyền nhỏ đưa ra thuyền lớn, người ta lộ ùa nhau lội xuống nước, tranh nhau leo lên thuyền. Cậu em tôi đi trước tay bồng hai đứa con, vợ nó níu lưng đi sau. Tôi níu áo cô ta để khỏi lạc nhau. Chỗ bãi đó toàn sình ngập đến đầu gối, khiến ai nấy bị bõm mãi mà chưa đến thuyền. Cậu em tôi phải kéo hai người đàn bà chúng tôi phía sau, nên càng vướng víu, chậm chạp. Mọi người như những bóng ma âm thầm, chen nhau leo lên thuyền. Khi cậu em tôi bỏ được hai đứa nhỏ lên thuyền, đẩy được vợ nó lên, đến lượt tôi thì bỗng có tiếng súng, tiếng la hét: "Tất cả đứng yên, đưa hai tay lên, ai bỏ chạy sẽ bị bắn bỏ." Tôi thấy ánh đèn pin lon lón cách chỗ chúng tôi vài trăm thước. Chủ thuyền vội đẩy thuyền ra, cậu em tôi chỉ kịp níu lấy be thuyền, người vẫn còn ở dưới nước. Tôi và khoảng vài chục người đành nhìn mấy chiếc thuyền lẫn vào bóng tối mờ dần ngoài biển khơi. Lúc đó tiếng súng và tiếng hô hoán: "Đứng yên, bỏ chạy bắn bỏ!" càng như gần hơn, khiến mọi người vội chạy ngược về phía bờ như đã dặn trước. Khi bị bể, phải chạy tránh xa ánh đèn của công an, trốn cho kỹ, chờ vài hôm, yên tĩnh mới tìm cách ra lộ đón xe về. Vậy là mạnh ai nấy chạy. Tôi bung đại lên bờ, chạy ngược về hướng tiếng súng. Vừa chạy vừa run, miệng niệm: "Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm quan thế âm bồ tát." Cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy đại, vấp mô đất hay gốc cây té xuống thì vùng dậy chạy tiếp.
Lúc đầu hình như có người cùng chạy với tôi. Quay lại thì không thấy ai cả. Tôi chạy độ nửa tiếng, thấy đã xa, vừa hoàn hồn thì hai chân đã rã rời, nhấc không lên. Tôi ngồi đại xuống đất, thở dốc. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, tôi nhìn quanh, một bên là biển đen, rì rào tiếng sóng, một bên là bờ rừng, với hàng cây là những khối đen cao hơn đầu người, trông như những con ác thú đang chờ mồi. Tôi đoán có lẽ công an định bắt một vụ vượt biên khác, cách chúng tôi vài 300 mét. Chú thiền trưởng bị bể nên bỏ chạy, vì thế mọi người mới chạy thoát. Từ lúc lên xe ở Sài Gòn đến khi về Cà Mau, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Bây giờ ngồi bơ vơ giữa đồng không mong quạnh, chung quanh tối mù, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì, hay phải ngồi như thế này cho đến sáng. Lúc nãy chạy, người toát mồ hôi, bây giờ gió biển thổi vào, tôi lạnh run cầm cập. Tôi thầm ước cho công an đến bắt mình, có người cùng bị bắt với nhau cũng yên tâm, rồi sau đó muốn ra sao thì sao. Cái sách nhỏ trên vai tôi vẫn còn. Tôi tìm chai nước lạnh, uống mấy ngụm. Trong sách chỉ có vài chai nước lạnh, mấy viên thuốc say sóng, mấy hộp sữa đặc, cái khăn nhỏ, một mớ đô la và vàng cùng quyển kinh Phật. Không hiểu sao trong lúc hoảng loạn mà tôi còn giữ được cái sách. Đang ngồi rầu rĩ, bỗng nhiên tôi thấy từ xa có ánh đèn lấp lánh. Có lẽ là đèn dầu hôi, loại thường thấy ở thôn quê, cách tôi hơn 1 cây số. Tôi mừng rỡ, quên cả mệt, đứng lên nhắm ánh đèn mà đi. Tôi đi như chạy, té lên té xuống mà không thấy đau, cứ nhắm ánh đèn hướng tới. Vì sợ người ta tắt đèn thì không biết làm sao tìm đến. Độ nửa giờ sau, tôi đến nơi. Đó là một nhà lá, cửa mở, một cây đèn bão, loại đèn để đi trong gió mà không sợ tắt, đặt trên một chiếc ghế nhỏ để ngay trước cửa. Nhờ vậy mà từ hướng bên trái ngôi nhà tôi vẫn thấy được. Khi đến trước cửa, tôi kêu lên: "Có ai ở nhà không? Cho tôi vào với." Có tiếng đàn ông nói lớn: "Vào đi, đừng sợ." Khi bước vô cửa, tôi mới nhận ra là một người đàn ông đang ngồi hút thuốc lào cạnh một cái bàn để giữa nhà. Người đàn ông đứng lên và đem cây đèn bão, đem chiếc ghế vào, nghe giọng lơ lớ với cách dùng chữ. Tôi đoán ông ta là người Bắc giả giọng Nam. Tôi bước vào nhà. Nhà không rộng lắm, nhưng đặt ba nơi ba chiếc giường rộng, có trải chiếu tương tất. Ông chỉ chiếc ghế: "Ngồi đấy đi." Tôi nói cảm ơn, vì áo quần dính sình không dám ngồi, sợ dơ ghế. Ông ta bảo giọng bình thản như việc này đã xảy ra nhiều lần: "Thế thì đi tắm đi, tôi có sẵn áo quần của bà xã tôi thay tạm. Áo quần bẩn thì giặt đi, phơi ra ngoài gió, sáng mai khô ngay, trả lại cho tôi, rồi tôi đưa ra bến xe, đón xe về Sài Gòn." Nghe nói sáng mai đón xe về Sài Gòn, tôi mừng quính, không ngờ mình may mắn gặp được cứu tinh. Tôi thấy có cảm tình với người đàn ông tử tế đó, định nói lời cảm ơn, nhưng thấy hai con mắt của ông ta, tôi rùng mình khiếp sợ. Ông ta khoảng 50 tuổi, dáng người tầm thước, mặt sạm nắng, hai gò mái cao, tóc ngắn, chân tay gân guốc. Nghĩa là ông ta đúng là một nông dân, chỉ đôi mắt là khủng khiếp. Tuy đèn dầu tù mù, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, vừa uy quyền, tàn nhẫn và vừa giễu cợt. Tôi sợ quá, cảm tưởng như mình là con chuột đang bị con mèo chộp được trong móng vuốt, nhưng vẫn giữ đấy chờ con mồi chết khiếp mới từ từ thưởng thức. Thấy tôi đứng bất động, vì sợ, ông ta cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn uy quyền như ra lệnh: "Tôi không có hại cô đâu, cô đừng sợ." Tôi nghe tiếng súng nổ là biết ngay vượt biên bị bể, nên thắp đèn lên để ai chạy thoát thì đến đây tá túc. Sáng mai tôi lấy thuyền đưa ra bến xe về nhà. Tôi đã cứu hàng mấy trăm người, ai cũng về nhà an toàn, đừng có sợ. Để tôi lấy áo quần cho cô thay tạm. Hôm nay vợ tôi đi ra chợ thăm đứa con gái, sáng mai tôi đưa đi, nhân tiện đón vợ tôi về. Đói bụng thì có cơm nguội trong nồi với con cá khô trong bếp, lấy ra mà ăn. Ông ta nói nhỏ nhẹ, từ tốn, nhưng tôi vẫn sợ, răm rắp theo lệnh.
Ông ta vào buồng, đem ra một bộ đồ đàn bà màu đen, trao cho tôi, rồi thắp một cây đèn cầy, chỉ lối đi ra sau nhà. Có cái phòng tắm sau kia, sẵn nước với khăn lau, tắm xong mặc tạm. Còn bộ đồ bẩn thì giặt đi, phơi lên sáng mai khô, mặc vào trả lại bộ đồ cho vợ tôi. Tôi riu riu cầm áo quần và cây đèn cầy ra nhà sau phòng tắm, đóng cửa lại, gắn cây đèn sáp lên bệ, xây lưng về phía đèn, cởi đồ, dội nước. Tôi làm một cách vô thức như bị thôi miên bởi cặp mắt của ông ta. Tôi đoán đang nhìn tôi qua khe hở của vách phòng. Tôi tắm qua lo, mặc áo quần vào, còn nửa thùng nước tôi đổ ra cái thau nhỏ sẵn đó, vò bộ đồ dính sình rồi treo lên một sợi dây kẽm trong phòng tắm. Khi tôi lên nhà trên thì ông ta chỉ cái giường có giăng cái mùng. Cô ngủ trên giường này, tôi ngủ trong phòng. Ngủ đi cho khỏe, đừng sợ mà thao thức, mai đi sớm. Tôi nói, dạ, cảm ơn, rồi chân vô mùng. Ông ta tắt đèn đi vào buồng. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo, không dám ngủ. Có chiếc mền mỏng, tôi lấy quấn chặt người rồi nằm lắng nghe, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ mong được ông ta tịch thu hết số đô la và vàng tôi mang theo, để rồi tha cho tôi về nhà. Tôi cứ lẩm nhẩm niệm Quan Thế Âm, cầu Phật Bà cứu khổ cứu nạn. Trong đêm tối, tất cả im lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rầm, nghe như tiếng chạy rất xa. Bấy giờ, tôi mới thấy người rã rời, vừa mỏi vừa đau, ê ẩm khắp nơi, nhất là những chỗ bị mô đất hay gốc cây đập mạnh. Khi tôi chạy bị ngã, suy nghĩ miên man, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa xếp mùng, mền xong thì ông ta từ trong buồng bước ra. Ngủ có được không? Dạ, đi mệt quá nên ngủ say một giấc đến sáng. Tôi nói mà không dám nhìn ông ta, sợ thấy đôi mắt kinh khiếp đó. Cô thay đồ rồi chúng ta đi ngay. Tôi chở cô ra bến xe ngoài chợ. Họ sẽ đưa cô lên bến xe tỉnh, đón xe về Sài Gòn. Cô viết vào miếng giấy trên bàn kia tên họ địa chỉ của cô. Tôi cần biết về cô để sau này dễ xác nhận. Tôi ra xa nhà, thay đồ, đem bộ đồ của vợ ông ta để trên giường, đến chỗ cái bàn, viết tên họ địa chỉ vào miếng giấy. Ông ta chỉ cái sách nhỏ của tôi, đừng quên cái sách tay. Tôi thấy quyển kinh của tôi để ra ngoài, nhưng không dám lấy bỏ vào sách mà làm như không thấy, chỉ vơ vội một cái sách cầm và đi theo ông ta. Ra ngoài sân, tôi mới biết trước nhà là một cái con sông rất rộng, có lẽ là cửa sông, còn biển thì nằm bên trái căn nhà cách một cây số. Nhà ông ta nằm giữa một vùng hoàn toàn hoang vắng, chung quanh có sình lầy với cây đước, vẹt sú gì đó mọc mênh mông, chạy đến mút mắt. Tôi không hiểu vì sao vợ chồng ông ta lại đem ra chỗ này mà sống, không ruộng vườn, không thuyền bè đánh cá, không có người chung quanh. Ngay cả đến con chim cũng không thấy bay qua, có chăng là mấy con cua còng gì đó nằm trên mặt sình dương mắt nhìn tôi. Con đường từ nhà ra bếp bến sông được đắp cao, có lẽ tôi lối duy nhất đưa ông ta ra chiếc thuyền đến với xã hội loài người. Ông ta xuống thuyền, tôi bước theo, nhờ mấy chiếc bê tông làm thành tam cấp nên tôi xuống thuyền không khó khăn lắm. Chiếc thuyền nhỏ dài khoảng 6-7 mét, rộng hơn 2 mét, gắn mái đu tôn. Ông ta tháo dây cột thuyền, giật mái, đưa thuyền ra giữa dòng sông. Chiếc thuyền chạy giữa hai bờ rừng vắng vẻ hoang vu. Một lúc lâu thì xa xa thấp thoáng mấy mái nhà sau hàng dừa nước. Rồi vài chiếc thuyền xuất hiện, chạy ngược chiều. Thuyền ghé vào một bến đò, có nhà cửa, quán ăn, một chợ thôn quê nhỏ và một bến xe lam. Xe lam Retta, ba bánh dùng để chở khách. Ông ta cột thuyền và ra dấu cho tôi cùng lên bờ. Mọi người thấy ông ta thì cúi đầu chào vẻ kính cẩn và sợ hãi. Ông ta không thèm nhìn ai, đi thẳng đến chiếc xe lam, nói gì đấy với người chủ xe. Người chủ xe khúm núm gật đầu, miệng dạ, rồi đến nói với tôi, mời cô lên xe chạy ngay bây giờ.
Ông một ân nhân không để ý đến lời cảm ơn của tôi, cũng không nói với ai tiếng nào, xuống thuyền giật máy, quay thuyền ra giữa sông. Khi ngồi trong xe lam, tôi thấy mọi người đang tò mò nhìn tôi với vẻ sợ hãi rồi thì thầm với nhau gì đấy. Ông xe lam nổ máy, chờ một mình tôi, chở một mình tôi vòng vèo qua con đường đất trong xóm, rồi đưa xe ra đường lớn chạy vào thành phố. Ông ta chạy thẳng đến bến xe khách, ngừng cạnh một xe đầy khách, mời tôi xuống, đưa tôi đến ông tài xế, thì thầm với ông ta. Ông tài xế mời tôi lên ngồi ghế trước. Tôi lục trong sách nhỏ, thấy gói đô la và vàng còn nguyên, lấy ra một mớ tiền Việt đưa trả cho hai người, nhưng ai cũng khoát tay. Anh Năm dặn là ảnh trả tiền xe cho tôi, chúng tôi đâu có dám nhận. Chiều hôm đó tôi về đến nhà. Khoảng một tháng sau, người tổ chức đến gặp tôi, báo tin là mọi người đến đảo an toàn, thân nhân sẽ gửi thư sau. Ông ta hỏi tôi rất tỉ mỉ về vụ những người không kịp lên thuyền. Tôi kể lại sự việc. Ông ta bảo những người kẹt lại đã bị công an bắt, chỉ thiếu hai gia đình, gồm bốn người không có tin tức. Hai gia đình này thì tôi biết, họ là thương gia xuất nhập cảnh trước 75 rất giàu. Trước khi đi, họ đã bán nhà vì tin chắc sẽ đi lọt. Như vậy họ ôm của cải, vàng và đô la theo. Phải nhiều lắm, chuyến vượt biển lần đó khiến tôi sợ quá, không dám nghĩ đến, ai rủ đi cũng lắc đầu. Khoảng một năm sau, tôi nhận được một lá thư, tên người gửi lạ hoắc. Tôi hoàn toàn không biết ai gửi đến. Nói xong, chị ta cầm lá thư đưa lên. Mấy năm sau, chồng tôi đi tù về, chúng tôi qua Mỹ theo diện HO. Vợ chồng tôi qua Canada ở chơi với gia đình cậu em. Gần 10 năm mà tôi vẫn còn giữ lá thư này, để tôi đọc cho quý vị nghe. Gửi bà H, là tên tôi. Bà còn nhớ lần vượt biển ở Cà Mau bị bể và bà được tôi cho trọ qua đêm. Hôm sau đưa ra bến xe về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết bà thắc mắc tôi là ai, tại sao lại ở nơi vắng vẻ, tôi sinh sống bằng cách nào. Tôi cho bà rõ tôi là công an, có nhiệm vụ ở đó để đón những người vượt biên bị bể chạy thoát được. Công an chúng tôi làm nhà cách nhau một vài cây số dọc bờ biển, nơi thường có bến bãi vượt biên, có thuyền con đón ra thuyền lớn. Như vậy khi công an đến bắt vượt biên, người nào chạy thoát cũng chỉ quanh quẩn đâu đấy, thấy đèn là tìm đến, thế là nộp mạng cho chúng tôi. Tôi bảo rằng có vợ ở chung, nhưng thật ra vợ con tôi đều ở ngoài Bắc. Tôi vào đây công tác được 4 năm, khi nào ổn định sẽ đưa gia đình vào thành phố, vì chẳng có ai có thể ở vùng hoang vắng này. Mỗi công an chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các tiện nghi, nước, nôi, lương thực, giường chiếu để đón những người vượt biên tìm đến nhờ cứu giúp. Tôi cho ăn uống, ngủ lại, sáng hôm sau cho họ xuống thuyền, nói là chở ra bến xe để họ về nhà. Nhưng kỳ thật, thuyền đi được nửa đường là bị công an chặn bắt. Tôi cũng bị bắt để không ai nghi ngờ. Thông thường, nếu nhiều người tìm đến thì tôi bảo họ có gì đem theo nên kê rõ, nhất là tiền bạc quý kim để tránh chuyện lấy cắp của nhau. Nếu chỉ một người thì tôi chờ lúc đó người đó đi tắm sẽ lục xách tay kiểm tra những gì mang theo. Tôi còn rình nhìn lúc họ đi tắm, cởi đồ ra sẽ thấy họ lận gì theo người. Tôi không bao giờ lấy của ai bất cứ gì, nên khi giải giao họ đưa lên thuyền để bị công an chặn bắt, công an chấp pháp lấy lời khai sẽ thấy rằng tôi rất trong sạch. Tôi từng được công an tỉnh và trung ương biểu dương nhiều lần về thành tích chặn bắt người vượt biên, cũng như tinh thần chí công vô tư, không tơ hào đến của cải vật chất của người bị bắt. Nhưng không ai biết rằng hễ người nào đem nhiều đô la vàng ngọc hộp sòn là tôi thủ tiêu, chôn xác trong rừng. Tôi đào sẵn những cái hố, muốn giết ai khuya đó tôi lận súng trong người, bảo họ đi theo tôi để tôi chỉ đường mà đi ra đường chính đón xe về. Vào rừng tôi bắn chết đạp xuống hố, hôm sau ra lấp đất lại, không một người nào thoát khỏi tay tôi, vì chung quanh toàn sình lầy, khó bỏ chạy một quãng thì ngập người dưới sình. Tôi chỉ rọi đèn pin đi tìm và bắn họ rất dễ dàng. Tôi có nói bao nhiêu người bị tôi thủ tiêu, bà cũng chỉ làm bà kinh hoàng chứ chẳng ích lợi gì. Tất cả của cải cướp được tôi đưa cho vợ tôi đem về quê chôn giấu.
hộp sòn, đô la, vàng ngọc châu báu, nghĩa là vợ chồng tôi rất giàu. Vợ tôi bảo có thể bỏ vốn lập ra những công ty, mua máy móc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hoặc mua nhà ở Hà Nội hay thành phố, cũng không hết của. Dĩ nhiên, gia đình tôi ngoài Bắc vẫn sống đạm bạc như bao nhiêu người khác. Để tránh bị nghi ngờ, tôi dự định làm thêm vài năm, kiếm một số tiền vàng nữa, rồi xin ra khỏi ngành công an. Tính ra, tôi ở đó đã được 4 năm. Cho đến cái đêm bà tìm đến nạp mạng cho tôi, như mọi khi lúc bà đi tắm, tôi rình xem bà cởi đồ để biết của cải lẫn theo người, rồi lên kiểm tra sách tay của bà. Tôi thấy trong sách có nhiều vàng và đô la. Như vậy, số phận của bà đã được tôi quyết định. Bà sẽ bị tôi thủ tiêu. Trong lúc lục xét sách tay, tôi thấy một quyển kinh khổ lớn hơn những quyển kinh khác mà những người vượt biên khác thường đem theo. Quyển kinh lớn đó khiến tôi tò mò. Theo tông lệ, tất cả các kinh Phật của người vượt biên tôi giữ lại. Khi nào lên tỉnh, tôi sẽ tặng cho người bạn đang trụ trì một ngôi chùa lớn gần trọ. Anh ta là công an, đi tu là công tác, vẫn lãnh lương công an. Tôi tặng các quyển kinh Phật cho chùa, để ai đến lễ chùa mà thỉnh những kinh đó thì biết ngay. Người đó sẽ vượt biên và chúng tôi theo dõi. Vì tò mò và tính nghiệp vụ, tôi mở quyển kinh của bà ra để sát ngọn đèn cho dễ đọc. Tôi đọc một cách tình cờ một câu kinh nằm ngay ở giữa trang kinh, chỉ một câu thôi. Câu duy nhất đó khiến tôi lạnh toát người vì kinh sợ. Tôi sợ đến choáng váng, muốn té xỉu đến độ ngồi chết lặng một chút thật lâu. Tối đó tôi không ngủ được. Hiện nay tôi đã ra khỏi ngành công an. Tôi đã đi tu ở một vùng núi miền Tây Nguyên rất hẻo lánh, xa hẳn phố phường làng xóm. Ngôi chùa nhỏ được cất bên góc núi, rất xa dưới chân núi, cách nơi tôi ở thấp thoáng những nhà sàn của những người thuộc sắc tộc thiểu số. Mỗi buổi sáng tôi lại Phật tụng kinh, rồi lên đồi cuốc đất trồng khoai sắn, rau quả. Buổi tối tôi lại tụng kinh và suy ngẫm lời Phật dạy. Tôi bảo với vợ tôi là tôi nhiệm vụ trên giao, không nên gặp nhau nhiều, thỉnh thoảng lên tiếp tế lương thực mà thôi. Của cải mà tôi kiếm được, vợ tôi đang giữ. Tôi dặn nên trích ra một phần, khi nào có thiên tai lũ lụt thì đem ra cứu người hoạn nạn, giúp bà con bạn bè khi họ cần, giúp các người già lão bệnh tật không nơi nương tựa, giúp các trại mồ côi, các trại cùi hủi. Tôi viết để cho bà rõ, nay tôi đã chọn con đường khác. Tôi chỉ muốn biến mất trên thế gian, nhưng còn các con tôi, chúng là nguồn sống của tôi. Tôi lo sợ cho chúng. Nếu bà là một Phật tử, xin bà đến chùa cùng đóng góp lời cầu xin Phật tổ cho tôi sớm tìm được con đường giải thoát. Chúc bà sức khỏe. Chị đàn bà giơ lá thư lên và nói, thư chị viết thế thôi. Chúng tôi hỏi, chị có nhớ mình mang theo quyển kinh Phật tên gì không? Dạ, đúng ra lúc nào tôi cũng để sẵn quyển kinh Quán Thế Âm Bồ Tát trên bàn thờ, hễ hô đi là tôi chỉ việc bỏ vô sách tay và lên đường. Hôm đó, cô em dâu tôi lại lấy quyển kinh đó trước. Tôi vội quá mở tủ kinh Phật của ba tôi để gần đó, vơ đại một quyển, nghĩ rằng Phật nào cũng là Phật, vị nào cũng phù hộ, độ trì cho chúng sanh tai qua nạn khỏi. Ba tôi khi còn sinh thời, tu tại gia, nghiên cứu kinh Phật. Ngoài chữ Việt, ông còn biết chữ Hán, chữ Nôm, nên thỉnh rất nhiều kinh về nghiên cứu. Thế nên đến bây giờ tôi cũng không biết mình mang theo quyển kinh nào khi vượt biên. Điều tôi tin chắc rằng chính quyển kinh đó đã cứu mạng tôi, và câu kinh trong đó như một lời phán của Đức Phật hoặc Đức Hộ Pháp bảo thẳng với kẻ ác hãy ngừng tay lại. Lời phán đó phải có uy lực mạnh mẽ đến nỗi một kẻ giết người phải khiếp đảm. Trong bọn chúng tôi chẳng ai là đệ tử nhà Phật, mặc dầu thỉnh thoảng có đi chùa lại Phật tụng kinh trong những ngày lễ Tết. Chúng tôi hỏi nhau rồi phán đoán đủ thứ, câu buông đao thành Phật quá tầm thường, chẳng ai làm động tâm. Muốn biết bí mật của câu kinh đó, chỉ còn cách đi hỏi các nhà sư thì họa may. Vì bị câu chuyện trên ám ảnh, nên trên đường từ Canada về lại miền Đông Bắc nước Mỹ, chúng tôi quyết định ghé vào một ngôi chùa của sư Thi Tê để thăm và hỏi cho ra.
Sư trạc tuổi chúng tôi là chỗ quen biết nên rất chân tình. Sư PT xuất gia từ lúc 11 tuổi tại chùa Diệu Đế ở Huế. Vượt biên qua Mỹ, sư học và tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Tuy còn trẻ, nhưng sư PT thông hiểu Phật Pháp và có một cuộc sống rất đạo hạnh. Trưa hôm đó, chúng tôi được sư khoản đãi cơm chay. Trong lúc thọ trai, chúng tôi kể lại câu chuyện trên cho sư và hỏi sư có biết câu kinh nào đã khiến một người vô thần phải buông đao giết người và đi tu không? Nhà sư suy nghĩ một lúc và nói, nếu theo lý luận của Phật Pháp tuần thí ở đây thì không thích hợp với một người cộng sản. Họ đã được dạy căm thù và được huấn luyện cách giết người, nên dù có một bầy cả bầy quỷ dữ từ địa ngục chui lên hay hàng nghìn đức Phật hiện ra thuyết pháp, chưa chắc ông công an này phải sợ mà ngưng tay. Ông ta chẳng thù hận gì những người vượt biên, nhưng giết họ để cướp của, ông ta làm thản nhiên như người đồ tể giết heo giết bò. Mục đích là để có nhiều tiền của cho con cái được sung sướng. Cán bộ cộng sản thường bảo nhau, hy sinh đời bố, củng cố đời con là thế. Kinh Phật chỉ nói về cái nghiệp và cái quả, ai làm nấy chịu. Nhưng người Việt mình lại có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha mẹ thương con cháu thì ăn ở nhân đức, để phước cho chúng. Con cháu nhớ ơn đó mà thờ phụng các vị một cách thành tâm, đó là đạo thờ ông bà. Còn ông công an cộng sản này thì làm ngược lại, nên ổng bị ám ảnh bởi các việc ác của mình. Quả báo nhãn tiền, con cháu sẽ lãnh đủ. Có thể con cái ông ta bị đâm chém hay bị giết chóc sau đó, khiến ông ta nghĩ rằng mình giết người ta thì con mình bị người ta giết, nên ông ta sợ. Nhưng thật ra Phật đâu có dạy về chuyện quả báo cho đời con cháu, mà ông ta khi đọc một câu nào đó trong kinh Phật lại sợ hãi đến phải bỏ nghề đi tu. Đa số những người vượt biên đều đem theo là kinh A Di Đà hoặc Bạch Y Thần Chú, coi như thần phụ họ, thần hộ trì, thần Phật hộ trì bên cạnh. Khi gặp hiểm nguy thì niệm Nam Mô Đại Tư Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ đọc tới đó, đọc lui, đọc lại, coi như tiếng kêu cứu, các vị Bồ Tát sẽ ra tay tế độ, giúp cho tai qua nạn khỏi. Những quyển kinh mà ông ta tịch thu không nhất thiết đều giống nhau. Có thể người đàn bà kia đã mang theo một quyển kinh khác. Hơn nữa, ở một nơi hoàn toàn vắng vẻ, không có gì giải trí ngoài việc đọc các quyển kinh Phật. Quả thật, ông đang đứng về hướng của giải thoát. Chính cái ý niệm muốn giải thoát khiến ông ta bỏ nghề, và câu kinh Phật kia chỉ là vật xúc tác, như cái nút điện mà ông ta đang mò mẫm trong bóng tối đã bật sáng, cho ông ta thấy được con đường phải đi. Mỗi người là Phật chưa thành là vậy. Con người dù độc ác, mê muội đến đâu, cũng còn le lói một chút ánh sáng của lương tri. Đúng ra phải gọi ông ta là ông đạo, chứ không phải là ông sư. Vì ngoài việc nghiên cứu, tụng kinh niệm Phật, sư sãi phải có thầy giảng giải, hướng dẫn trên con đường tu tập. Giả dụ như ông công an đó đến xin thọ giáo với thầy, thầy sẽ giảng những gì cho một người vô thần như ông ta hiểu về Phật Pháp. Nói xong nhà sư cười, thoát được tham sân si là tự giải thoát rồi. Chính tôi phải học ông ta làm cách nào đã ế bỏ được chữ tham. Chữ tham đơn giản, thường tình thôi, không cần phải triết lý xa vời. Tiền của vô tay dồi dào, dễ dàng như vậy mà lại bỏ được, mấy ai làm được. Còn hai chữ sân si, bản thân tôi như đang nằm trong rọ, không biết bao giờ mới thoát ra. Ông ta mới là thầy tôi. Vậy thầy có thể đoán được câu kinh nào nằm trong quyển kinh nào đã khiến ông ta sợ mà đi tu không? Nhà sư lắc đầu, chỉ riêng ông ta biết được mà thôi. Có thể là một câu tình cờ, bình thường nào đó, ông ta đọc được nhưng lại giải thích đúng những băn khoăn, thắc mắc, sợ hãi bấy lâu của ông ta. Nó đánh động lương tâm ông ta, hướng dẫn ông ta tìm con đường giải thoát. Sư kia, Lục Tổ Huệ Năng, chỉ nghe một câu trong kinh Kim Cang liền ngộ được đạo. Nhưng nhất định phải có một câu nào đó, thầy thử nhớ xem sao. Nhà sư vẫn lắc đầu. Bị hỏi tình lình, tôi không nhớ ra ngay. Hay là thế này, bây giờ quý vị ra vườn sau chùa uống trà, cắm hoa, tôi xin được ít phút tập trung tư tưởng, họa mây sẽ nhớ được điều gì. Mục đích không phải là tìm hiểu hoặc
mà chỉ trò chuyện cho vui vậy thôi. Tôi không đủ trình độ để giải thích câu chuyện kỳ lạ này. Nhà sư lên chánh điện, chúng tôi ra sau chùa, vừa chuyện trò vừa ngang lang thang ngắm hoa cảnh. Có tiếng chuông ngân vang từ chánh điện, rồi tất cả yên lặng. Có lẽ nhà sư đang lễ Phật và trầm tư. Độ một giờ sau, nhà sư xuất hiện ở ngưỡng cửa với nụ cười. Sư tiến đến, ngồi xuống với chúng tôi ở một bàn nhỏ dưới gốc cây. Chúng tôi vội hỏi tìm được câu kinh nào chưa thầy. Sư lắc đầu và cười. Kinh Phật chẳng có câu nào hăm dọa người ta, bắt người ta phải đi tu cả. Để nói về cái nghiệp báo thì kinh Thủy Sám Pháp có nói nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ chính xác được vài câu ở quyển kinh khác. Chẳng hạn trong kinh Đề Bà Đạt Ma có câu: những việc ác mà ngươi đã phạm không phải là tại cha ngươi, không phải là tại mẹ ngươi, không phải là tại thầy chủ ngươi, chính một mình ngươi đã phạm và một mình ngươi phải chịu quả báo. Trong kinh Pháp Cú cũng có câu: dẫu rằng ngươi chạy lên trời, ẩn dưới biển sâu, trốn trong núi thảm, nhưng không có nơi nào mà ngươi tránh khỏi cái quả ghê gớm về tội ác của ngươi. Nói xong, nhà sư lộ vẻ bối rối. Rất tiếc vì sự vô minh của tôi mà câu kinh đó vẫn còn là một bí ẩn. Xin lỗi đã làm cho quý vị thất vọng. Theo tôi nghĩ, sự thống hối của ông ta quá thành khẩn, đã cảm động đến Đức Phật, và Ngài đã ra tay tế độ, đã khai ngộ cho ông ta. Nhưng phải là người thật thành khẩn thì Đức Phật mới làm được việc đó. Phạm Thành Châu.